Hi Minasan, konnichiwa. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với Nhật ngữ Hoa Sen. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một ngữ pháp mới trong chương trình ngữ pháp Minano Nihongo N5. Sa sore de wa. Như chúng ta thấy thì bạn này tên là Sato và bạn Sato sau khi dùng bữa thì bạn ấy sẽ xem phim. Vậy thì câu này trong tiếng Nhật chúng ta sẽ nói như thế nào đấy? So desu ne, Sato san wa gohan o tabetara eiga o mimasu. Và mẫu ngữ pháp ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu đó là ve tara, có nghĩa là sau khi, và dùng để biểu thị một động tác hay một hành vi nào đó sẽ được làm hoặc một tình huống sẽ xảy ra khi một sự việc nào đó mà được cho là chắc chắn thì sẽ ra trong tương lai. Thì của mệnh đề chính luôn ở thời hiện tại. Ví dụ Sato san wa gohan o tabetara eiga o mimasu, có nghĩa là anh Sato sau khi ăn xong thì xem phim. Ở ví dụ này như chúng ta thấy thì bạn này tên là Ran và bạn Ran sau khi tốt nghiệp thì bạn ấy sẽ kết hôn. Vậy thì câu này chúng ta sẽ nói như thế nào nếu như áp dụng một công thức vừa rồi? So desu ne, Ran san wa daigaku o detara kare to kekkon shimasu. Ran san wa daigaku o detara kare to kekkon shimasu. Ở ví dụ tiếp theo chúng ta thấy thì bé Teresa sau khi bé về nhà thì bé sẽ xem TV. Vậy thì câu này chúng ta sẽ nói như thế nào đây? So desu ne, Teresa-san wa uchi e kettara terebi o mimasu. Teresa-san wa uchi e kettara terebi o mimasu. Và mẫu ngữ pháp ngày hôm nay chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Và nếu có thắc mắc các bạn hãy nhắn tin cho đội ngũ giáo viên Nhật ngữ Hoa Sen. Sa kore de matakondo onegai tashimasu.